Alo, alo. Đó, cái bài bài số bài cái bài cười đó là cái tim nó phải để như này, nó kéo lên vậy, nó ép tim rồi nó để tay ra vậy, cái động tác này làm cho tim bị ép này, thấy không? Nó để tay xuống vậy, kéo lên vậy, thả tay ra. Khi để vậy là cái hai cái vai nó ép cái tim lại như này, đó là làm cho cái tim nó bị ép mở, là cái động tác vậy. Thì khi nó mở ra thì mình cười, cái cười là cười ba cái loại, là cái ý, cái tinh thần mình nó sung sướng.